Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 21 tháng 3, Quốc hội khóa 15 triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6 xem xét quy định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Với đa số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 2026 và cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng. Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng. Theo tờ trình, căn cứ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước và cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Văn Thưởng là nghị quyết số 48 ngày 20 tháng 3 tại hội nghị bất thường của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Thông báo ý kiến của bộ chính trị tại công văn số 9435 ngày 18 tháng 3 của văn phòng Trung ương Đảng. Cùng với đó là đơn ngày 19 tháng 3 xin thôi giữ chức vụ chủ tịch nước, các chức vụ liên quan và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 của ông Võ Văn Thưởng. Sau khi nghe tờ trình, Quốc hội thảo luận tại đoàn, sau đó Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ năm 2021-2026 và cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng. Ngày 20 tháng 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo ban chấp hành Trung ương Đảng, ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước những vi phạm khuyết điểm của ông võ văn thưởng đã gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân ông võ văn thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi đối thoại với chủ đề khát vọng cống hiến và đổi mới sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, điều kiện tiên quyết để phát triển chính là yếu tố con người. Các đoàn viên thanh niên phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, có tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đột phá, thực sự đi vào chiều sâu vì lợi ích chung của quê hương đất nước. Tỉnh sẽ có những cơ chế chính sách mở để thu hút thanh niên sau khi tốt nghiệp đào tạo bồi dưỡng bài bản để thanh niên trưởng thành có thể cáng đáng tốt các công việc nhiệm vụ được giao. Tỉnh cũng sẽ ưu tiên nguồn lực cho hoạt động khởi nghiệp, định hướng nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi ra toàn tỉnh, nhằm tiếp sức tạo động lực để giới trẻ phấn đấu, thực hiện khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, với vị trí địa lý tự nhiên, Bình Định hội tụ rất nhiều yếu tố và dư địa phát triển trên mọi lĩnh vực. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 xác định năm trụ cột ba khâu đột phá trong phát triển, trong đó, đột phá về thể chế chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực chính được đào tạo từ thanh niên, thanh niên có chuyên môn nghiệp vụ bài bản, đủ phẩm chất đạo đức tốt, chính quyền sẽ chào đón dưới dạng thu hút tài năng, được định hướng đào tạo làm lãnh đạo trong tương lai. Do đó, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu thanh niên cần học tập, rèn luyện tri thức đạo đức, đặc biệt phải nghĩ lớn, mạnh dạn làm và có tham mưu đột phá. Ông Phạm Anh Tuấn giải bày Lúc nào tôi cũng nói với anh em phải nghĩ Bình Định phấn đấu như Paris. Tại sao phải nghĩ Bình Định phấn đấu bằng Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh? Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy mà lúc nào cũng nghĩ phấn đấu như Paris. Nghĩ như vậy thì sẽ tạo ra cách làm đột phá, cách làm mới. Ông Phạm Anh Tuấn cũng đưa ra dẫn chứng, hiện nay ứng dụng công nghệ thay đổi sẽ làm được rất nhiều thứ, về cơ bản hạ tầng ở Bình Định tốt, quy hoạch xây dựng không bị vỡ trận, không gian tự nhiên nguyên vẹn ông phạm anh tuấn nói còn mọi thứ vẫn đang bắt đầu làm thì tại sao không làm đẹp được như paris nếu muốn được như vậy thì phải suy nghĩ lớn hơn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình định còn dẫn chứng khi đến các tiểu vương quốc ả rập thống nhất tham quan đảo cọ ở đây ông đánh giá không đẹp bằng thiên nhiên ở bình định nhưng lại được cả thế giới tìm đến họ tạo ra đảo cọ để kinh doanh trong khi đó bình định đang có sẵn đảo tự nhiên Ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ, ông nói vậy để đoàn viên thanh niên phải nghĩ lớn, mạnh dạn làm và tham mưu đột phá vì lợi ích chung, phải rèn luyện vượt khó, lúc còn thanh niên trai trẻ mà kinh qua nhiều việc khó thì chắc chắn sau này sẽ trưởng thành. Nếu lúc trẻ được ưu ái, được bế vào các vị trí không trải qua giai đoạn trưởng thành thì sau này gặp rất nhiều rủi ro. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho rằng, lúc này đã không còn chuyện cán bộ ngồi im chờ đến lượt bổ nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị cắt chức làm không cẩn thận vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo đúng quy định. Vậy nên, phải làm thật, phải có thành tích mới được cân nhắc bổ nhiệm. Nếu không có thành tích, cứ sợ ngồi im không chịu làm việc thì không có ai bổ nhiệm vị trí mới, thậm chí đến lúc tái bổ nhiệm sẽ không được. Chiều ngày 20 tháng 3, ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu trường khẩn trương giải quyết vụ gần 1.400 học sinh trường quốc tế Mỹ Việt Nam AISVN đến trường nhưng không có giáo viên giảng dạy. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Chủ tịch Hội đồng trường, hiệu trưởng trường thực hiện chuyên môn quản lý nhà trường đúng theo quy định. Trường cần nhanh chóng có giải pháp xử lý, chấm dứt tình trạng giáo viên xin nghỉ đồng loạt để bảo đảm việc tổ chức hoạt động giáo dục ổn định. Sở đề nghị trường thực hiện các giải pháp duy trì và tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục đúng kế hoạch chương trình, bảo đảm tối đa quyền lợi học tập cho học sinh, giải quyết cho các em chuyển trường theo nhu cầu của phụ huynh. Trường quốc tế AISVN có trách nhiệm thực hiện báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Phòng Quản lý Cơ sở Giáo dục ngoài công lập trước 15 giờ hàng ngày. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu trường quốc tế AISVN phải đặt ưu tiên trong việc bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, không để việc học của học sinh bị gián đoạn. Lãnh đạo Sở này cũng đề nghị trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện Thành phố Thủ Đức Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và trường có vốn đầu tư nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận học sinh có nhu cầu chuyển từ trường quốc tế AISVN đến học. Trước đó chiều ngày 18 tháng 3, hàng chục phụ huynh trường quốc tế AISVN tập trung tại trụ sở phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Công an Thành phố Hồ Chí Minh PC03 và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc gần 1.400 học sinh bị nhà trường cho nghỉ học ngày 18 tháng 3 và nhiều vấn đề khác liên quan đến trường. Theo các phụ huynh, ngày 17 tháng 3, Hội đồng trường Trường Quốc tế AISVN tổ chức họp với phụ huynh học sinh để thông tin về tình hình hoạt động của nhà trường. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết tài chính của trường hiện khó khăn, không ổn định. Trường không thể trả lương cho giáo viên và nhân viên trường nhiều tháng nay. Dù trường đã tập trung tìm kiếm giải pháp giải quyết tình hình khó khăn về tài chính hiện nay nhưng không khả thi. Buổi làm việc diễn ra hơn 8 tiếng đồng hồ không tìm được tiếng nói chung giữa nhà trường và phụ huynh. Đến 21 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Út Em gửi email cho toàn thể phụ huynh thông báo về việc tạm cho học sinh nghỉ học trong ngày 18 tháng 3. Sau một ngày cho học sinh nghỉ học và bị phụ huynh kịch liệt phản đối, tối 18 tháng 3, bà Nguyễn Thị Út Em đã gửi email tới toàn thể phụ huynh thông báo việc trường sẽ mở cửa tiếp tục dạy học vào ngày 19 tháng 3.